Khâm bố đạp chân. Lúc đầu Pháp Sư Tịnh Không có tiếp xúc với Thiền Tông, Mật Tông, sau này y chỉ lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam. Lý lão yêu cầu ngài, nếu muốn theo ngài học thì phải buông hết tất cả những gì đã học trước kia một thời gian nhất định mới có thể tiếp xúc các pháp sư và pháp môn khác. Làm như vậy là có lý do, nếu như không đứng vững chân mà thân cận và tiếp xúc cái khác rất dễ loạn. Pháp Sư Tịnh Không toàn tâm toàn ý y chỉ Lý lão, bây giờ đã thành tựu, không cần nói ai là Phật Bồ Tát Tái Lai, ai là người thành tựu, xem sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh thì biết. Trước đây Dân Ba Thiết Hoa Trí đã từng nói, có phải người Tái Lai hay không xem kết quả hằng pháp lợi sanh, nếu như có thể lợi ích chúng sanh chính là người Tái Lai. Trong số chúng ta cũng có người muốn làm pháp sư, nhưng mà nếu như không có sự tu hành và chứng ngộ nhất định, không có sức mạnh, lý luận xuông cũng vô dụng. Muôn vạn lời nói của người thế gian không bằng một câu nói của người thành tựu, sức mạnh không như nhau. Ngày xưa Ấn Độ là nơi bắt nguồn Phật giáo, viết sách giảng pháp có yêu cầu tốt nhất là khai ngộ, minh tâm kiến tánh, đăng địa. Minh tâm kiến tánh là Bồ Tát, từ đăng địa trở lên. Trung đẳng diện kiến bổn tôn, hạ đẳng tinh thông ngũ minh. Không có ba điều kiện này thì làm sao hoằng pháp? Không có sức mạnh, kỳ thực trí tuệ chân chánh không liên quan đến học vấn của thế gian. Học vấn là học vấn, trí tuệ là trí tuệ. Trí tuệ không phải ai cũng có thể có được. Mục đích học pháp tu hành là hoằng pháp lợi sanh, triển chuyển pháp luân, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Thích Ca Mâu Ni Phật trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng đắc viên mãn, không dễ dàng như vậy. Mọi người không cần lo lắng, ở nhân địa kết nhiều thiện duyên với chúng sanh, gieo trồng thiện căn cho chúng sanh, đợi đến khi quý vị thành tựu thì nhiều quyến thuộc rồi. Đây cũng chính là cách độ hóa chúng sanh ở nhân địa. Đợi sau khi chúng ta lãnh ngộ rồi, giảng cùng với trước khi chưa lãnh ngộ giảng khác nhau hoàn toàn. Khi chúng ta chưa hiểu, giảng cũng vô dụng. Sau khi lãnh ngộ rồi, giảng cho người khác nghe, có thể đi vào tâm của người khác. Trước khi chưa lãnh ngộ giảng, chỉ có thể đi vào tai của họ. Chúng ta đều đã nghe Pháp Sư Tịnh Không của Tịnh Độ Tông giảng pháp, ngài cũng giảng tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề mà ngài giảng là gì? Ngài giảng không phải là tâm Bồ Đề của thế tục, mà là tâm Bồ Đề thắng nghĩa, thanh tịnh bình đẳng, trực tiếp làm cho quý vị phát tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Trên cơ sở này, niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn, buông xả tất cả. Điều này ai có thể làm được? Là người có thể tu trì pháp này, là người thật sự có tu hành, là người có phước báo, có căn cơ, cũng chính là người lợi căn trong đại viên mãn pháp giảng. Hiện nay rất nhiều người ngay cả đoạn ác hành thiện cũng không biết. Không biết cái gì gọi là hành thiện, cái gì gọi là đoạn ác. Pháp Sư Tịnh Không của Tịnh Độ Tông đã giảng rồi, đệ tử quy là căn bản của pháp thế gian, đoạn 10 nghiệp ác, hành 10 nghiệp thiện là căn bản của pháp xuất thế gian. Trên căn bản này mới có thể niệm Phật. Có rất nhiều người không tìm được phương hướng, không tìm được mục tiêu, vẫn còn ở đó bơ mơ hồ hồ, vẫn cảm thấy bản thân rất có tri thức mà tỏ ra thông minh, tỏ vẻ đi, cuối cùng tỏ ra chính là bản thân quý vị còn muốn tỏ vẻ đến bao giờ.
cái gì gọi là quy y, cái gì gọi là hành thiện đoạn ác, ngay cả những điều này cũng không làm được. Hành thiện đoạn ác là pháp xuất thế gian thấp nhất, là cơ sở tối thiểu. Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng đúng quá rồi, ngay cả điều này cũng không làm được, còn muốn giải thoát thành Phật, đây là việc không thể nào. Trước kia khi Pháp Sư Tịnh Không y chỉ thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý Bỉnh Nam đưa ra bốn điều kiện với Pháp Sư Tịnh Không, đây là có lý do. Mới ban đầu thầy Lý Bỉnh Nam không nhận Pháp Sư Tịnh Không làm học trò. Sau này Pháp Sư Tịnh Không thỉnh cầu hết lần này đến lần khác. Sau cùng thầy Lý Bỉnh Nam nói: nếu anh thật lòng thấy tôi học tu, có bốn điều kiện. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay không được nghe bất kỳ một vị pháp sư, đại đức, cư sĩ nào giảng kinh, thuyết pháp và khai thị, chỉ có thể nghe tôi. Thứ hai, từ nay về sau đọc bất kỳ sách nào cũng nhất định thông qua sự cho phép của tôi, nếu không không được xem bất kỳ quyển sách nào khác. Thứ ba, những gì trước khi học được đều phải buông hết tất cả. Thứ tư, y chỉ tôi học ít nhất 5 năm. Khi mới bắt đầu, Pháp Sư Tịnh Không cảm thấy những điều yêu cầu rất quá đáng, nhưng nghĩ kỹ một chút cũng có lý, liền hạ quyết tâm y chỉ thầy Lý Bỉnh Nam. Pháp Sư Tịnh Không nói: sau này bản thân hiểu rõ rất nhiều, càng học càng hiểu rõ tại sao thầy Lý Bỉnh Nam yêu cầu ngài như vậy. Sau 5 năm, Pháp Sư Tịnh Không lại tự nguyện tăng thêm 5 năm, tổng cộng y chỉ thầy Lý Bỉnh Nam 10 năm. Trong thời gian này, Pháp Sư Tịnh Không không nghe bất kỳ một vị cao tăng đại đức nào giảng kinh thuyết pháp. Sau 10 năm, thầy Lý Bỉnh Nam nói với ngài: bây giờ có thể nghe những khai thị khác rồi, cũng có thể xem các sách khác, cho dù là thế gian hay xuất thế gian, cho dù là Phật giáo hay là ngoại đạo, bao gồm có thể nghe những thiên ma ngoại đạo giảng, đều có thể xem. Vì sao vậy? Vì lúc này Pháp Sư Tịnh Không đã có định lực rồi, đôi chân đứng vững rồi, không bị điều gì ảnh hưởng. Trong tu hành, khi đã có định lực nhất định thì có thể nghe, có thể xem. Không phải thầy Lý Bỉnh Nam phân biệt, cũng không phải đố kỵ. Nếu như quý vị học đông học tây, sau cùng không học được gì cả. Nếu như quý vị chạy đông chạy tây, cuối cùng không đạt được gì cả. Hiện nay quý vị ở trên con đường tu hành, chân vẫn chưa đi vững, liền đi tiếp xúc nhiều người, tiếp xúc nhiều pháp, sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị không có trí huệ, cũng không biết phân biệt cái gì là tà, cái gì là chánh, cái gì là thanh tịnh, cái gì là ô nhiễm, cái gì là giác ngộ, cái gì là mê hoặc. Tôi đã nói với quý vị, trước khi quý vị chưa khai ngộ, chứng ngộ, chưa minh tâm kiến tánh, không có tư cách đánh giá người khác, nói thị phi của người khác. Sao các vị có thể phân biệt? Làm sao có thể biết được họ là tốt hay xấu, là thiện hay ác, là tà hay là chánh chứng? Kỳ thực trong mọi người, bao gồm người tu hành, đều có tình trạng này: biết ngoài không biết trong, biết trong không biết ngoài, biết trong biết ngoài, không biết trong cũng không biết ngoài, biết trong không biết ngoài, biết ngoài không biết trong. Hai loại này không phân biệt một cách dễ dàng, đa số đều không có năng lực phân biệt. Vì vậy, nếu như quý vị muốn học, muốn tu, muốn giải thoát, muốn thành Phật, thì phải một môn thâm nhập, làm đến nơi đến chốn, như vậy mới có thể thành tựu. Nếu không chính là không lão thật mà tôi thường nói.
không thể thành tựu được. Nếu như không lão thật, đều là tổn thất của bản thân. Hiện nay chúng ta có cơ duyên và điều kiện học Phật tu hành tốt như vậy, còn không biết trân trọng, còn lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng, lãng phí năm tháng. Chúng sanh thật sự quá đáng thương, quá đáng tiếc, ngu si điên đảo, không phân biệt thật giả, học đông học tây, chạy đông chạy tây, loại người bán tín bán nghi, tam tâm nhị ý, cái gì cũng không đạt được, sẽ không có bất kỳ thành tựu nào. Mấy ngày nay tôi xem nhận thức Phật giáo của Pháp Sư Tịnh Không nói quá trình Ngài ý chỉ thiện tri thức, bỗng chốc nói vào đến tâm tôi. Trước đây tôi cũng y chỉ Thượng Sư như vậy. Sau khi tôi y chỉ Thượng Sư Pháp Vương Như Ý Bảo thì không y chỉ Thượng Sư khác, cũng không tiếp nhận sự truyền thừa của Thượng Sư khác. Vì sao vậy? Không phải tôi phân biệt, cũng không phải xem thường những vị cao tăng đại đức đó. Tôi biết ở đất Tạng còn có rất nhiều cao tăng đại đức, rất nhiều Phật Bồ Tát tái lai, pháp họ giảng dạy cũng vô cùng thù thắng. Nhưng tại sao tôi không thân cận họ? Tại sao không tiếp nhận truyền thừa của họ? Bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết. Ba đời chư Phật đều là một thể, tất cả các thượng sư đầy đủ đức hạnh đều là một thể. Tôi tìm được thượng sư của tôi, tìm được pháp yếu của tôi. Tôi có thượng sư rồi, có bí quyết rồi. Thượng sư không thiếu, pháp cũng không thiếu, chỉ thiếu bản thân tôi. Đã có thượng sư rồi, pháp cũng đã có rồi, không cần thiết gặp thượng sư khác, cũng không cần thiết đi tiếp xúc truyền thừa khác. Gần một người như gần tất cả đều như nhau. Tôi thân cận một vị thượng sư thiền tri thức có duyên nhất với mình thì giống như thân cận tất cả thượng sư thiền tri thức. Tôi tu học một pháp môn tương tục tương ứng với tôi thì giống như tu tập tất cả pháp môn. Vậy điều đó có cần thiết không? Quý vị chạy đông chạy tây, đừng nói là người học Phật, ngay cả nhân phẩm làm người cũng không có. Cái gì gọi là thượng sư đã nhiếp thọ? Thượng sư đầy đủ đức hạnh đều có tâm từ bi chân thật. Ngài không thể không nhiếp thọ quý vị, cũng không thể không cứu độ quý vị. Có thể được thiện tri thức thượng sư nhiếp thọ hay không, then chốt ở bản thân mình. Quý vị có thể lựa chọn thượng sư, có thể lựa chọn pháp môn. Chúng tôi đã từng nói trong thượng sư Du Già, trước tiên quán sát thượng sư, lại ý chỉ thượng sư, cuối cùng tu học ý hành, tư tưởng và hành vi của thượng sư. Tất cả thượng sư đầy đủ đức hạnh đều là một thể, nhưng duyên phận của cá nhân mỗi người không giống nhau. Tất cả pháp môn đều bình đẳng, nhưng pháp môn tương tục tương ứng với bản thân khác với các pháp môn khác. Vì vậy quý vị có thể lựa chọn thượng sư có duyên, có thể lựa chọn pháp môn tương tục tương ứng với mình. Quý vị đã lựa chọn thượng sư thiện tri thức, quý vị đã lựa chọn pháp môn này, sau này không thể xảo quyệt nữa. Phải cam tâm tình nguyện, một lòng một dạ ý chỉ tu học, như vậy mới có thể thành tựu. Nếu quý vị không một lòng một dạ ý chỉ đối với thượng sư đầy đủ đức hạnh mà nói, đối với Tam Bảo mà nói, sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thành tựu của bản thân quý vị